Hai chào các em. Nên chị sẽ làm món kem dưa hấu nha các em. Chị chuẩn bị một quả dưa nghe rất là giòn. Đây là cái khay làm kem. Thì chị sẽ rót vào đây. Bây giờ chị sẽ hộp vỏ dưa hấu nha các em. Rồi, ca này để nước. Thấy nó đỏ không nha các em? Gọt hết cái trắng nha các em. Giờ bổ đôi ra nha các em. Em thấy nó đỏ chưa? Mình cắt nhỏ ra. Xong bỏ hạt nha các em. Nhưng miếng này là không có hạt rồi. Chị sẽ dùng cái thớt cắt cho dễ. Bỏ hạt nha các em. Xong rồi các em. Chưa bao giờ chị thấy cái quả dưa nào nó nhiều hạt kinh khủng như này. Nó rất là ngọt luôn nhưng mà nhiều hạt. Chị phải mất 30 phút để bỏ hạt nha các em. Đây là một ít chị bỏ ra đây thôi, còn lại chị bỏ đi rất là nhiều rồi. Khủng khiếp luôn. Đây là cái dưa hấu chị đã bỏ hạt. Chắc không hết được 100% đâu. 30 phút mới xong cái quả dưa hấu. Bây giờ chị sẽ cho vào máy sinh tố xay nhé em. Chị phải xay 2 lần mới hết các em. Từ xay nha các em. Nếu mà các em thấy xay khó thì có thể cho một ít nước vào. Xay cho dễ. Đậy nắp vào. Thank you.
chỉ cần xay nhẹ cái là được rồi các em ạ. Đây là cá dưa hấu chị đã xay được. Chắc phải vớt cái bọt đi cho nó đỡ trắng. Xếp cái khay vào cái đế để rót vào nhé các em. Bây giờ chị rót vào khay nhé các em. Nó rất là đặc luôn. Rất cẩn thận nhé các em. Dùng các khay nào thì mình sẽ cắm khay đấy. Nắp vào nha các em cho nó chắc. Được 18 que các em ạ. Này, còn thừa một ít, chắc để khoảng một que nữa thôi. Đấy, bây giờ chị sẽ cho vào ngăn đá nha các em. Ngày mai là được ăn. Món kem dưa hấu đã hoàn thành rồi các em. Chị bỏ ra đây. Phấn ở ngoài rất là đẹp. Đá đấy em, nó thành tuyết. Đây là một rổ kem dưa hấu. Màu đỏ rất là đẹp, chót luôn. Đây là cái tuyết ở ngoài thôi nhá các em. Đống đá ở ngoài thôi. Thử một que kem nhé các em. Gáo nước với lã này. Xong rồi cho kem vào. Đế này một lúc là nó lấy ra dễ. Tại vì cái khay này là nhựa. Còn một phút là được. Thử rút ra nhé các em. Đây là kem dưa hấu. Wow, nhìn thèm đấy. Bắt đầu thưởng thức nha các em. Xin mời tất cả các em.
Thơm mùi dưa hấu giống như kem đá các em ạ. Chị làm mỗi dưa hấu không cho gì cả, nó rất là ngọt, quả dưa hấu này cực kỳ ngọt luôn. Nên làm món kem dưa hấu đơn giản thế này được các em, nhìn rất là đẹp mắt. Các em chịu khó bỏ hạt là xay xong lấy hết luôn, nếu mà không bỏ hạt thì xay sẽ chỉ lấy được nước thôi, lấy được hết cả thì nó sẽ đẹp hơn này, ngon hơn này. Chị dừng video đó nha các em. Bye bye tất cả các em.